Một người mẫu nội y xinh đẹp ở kinh đô điện ảnh Hollywood đang có rất nhiều triển vọng và thăng tiến trong nghề, bỗng dưng biến mất. Không ai biết cô đi đâu cho đến khi một vài bức ảnh nhào nặn được tìm thấy. Mời quý khán thính giả cùng chúng tôi đi tìm nguyên nhân sự mất tích đáng ngờ của cô gái xinh đẹp, nổi tiếng này. Cái chết rúng động của người mẫu nội y Hollywood được nhiều tạp chí thời trang thế giới săn đón. Sự nghiệp của người mẫu nội y Linda Sobeck đang lên như diều gặp gió, thì cô đột nhiên mất tích sau một buổi chụp hình ngoại cảnh. Sáng ngày 16 tháng 11 năm 1995, nữ người mẫu 27 tuổi, Linda Sobeck, vội vàng rời khỏi nhà riêng ở cạnh bãi biển Hermosa, bang California, để tới địa điểm chụp hình ngoại cảnh. Kể từ đó, không ai rõ cô đi đâu. Gia đình Linda đã thông báo cho cảnh sát, thậm chí còn treo thưởng 20.000 đô la Mỹ cho ai cung cấp tung tích về cô. Khi ấy, Linda là người mẫu nội y có tiếng và tham vọng trở thành diễn viên. Hai ngày sau, một công nhân tìm thấy vài bức hình nóng bỏng trong thùng rác ở công viên vườn quốc gia Los Angeles và đem chúng về nhà. Sau khi nhận ra cô gái trong ảnh chính là người mà cảnh sát tìm kiếm, người đàn ông này liền thông báo vụ việc. Ban đầu, giả thiết Linda bị mất tích trong khuôn viên rừng quốc gia Los Angeles rộng hơn 2.500 km2 khiến cảnh sát nản lòng. Vài hôm sau, nhiếp ảnh gia tự do Charlie chủ động liên hệ, cung cấp một số thông tin liên quan đến vụ án. Người đàn ông 38 tuổi cho biết trước đó đã liên lạc với Linda Sobeck đặt vấn đề hợp tác trong bộ ảnh sắp tới của mình. Một tháng trước, hai người gặp nhau tại một triển lãm ô tô ở Las Vegas. Linda đã đưa cho Charlie danh thiếp và số điện thoại của cô. Trước khi mất tích, hai người đã có vài lần làm việc cùng nhau. Charlie nói đã dùng bữa cùng Linda tại một nhà hàng vào buổi sáng cô mất tích. Sau khi trao đổi về công việc, hai người đều có những cuộc hẹn nên tạm biệt nhau, từ đó họ không hề gặp lại nữa. Chiếc ô tô của Linda cũng được tìm thấy tại khu vực đỗ xe của nhà hàng, nhưng không để lại bất kỳ chứng cứ gì. Kiểm tra những bức ảnh được tìm thấy trong thùng rác, cảnh sát tìm thấy một thỏa thuận thuê chiếc xe Lexus, người đứng tên là Charlie. Nhiếp ảnh gia Charlie khẳng định tờ hợp đồng vô tình bị kẹp trong đống tài liệu tại buổi gặp Linda. Mặc dù chiếc xe Lexus đã được lau rửa cẩn thận, cảnh sát vẫn phát hiện một số manh mối đáng ngờ như vết máu ở ghế sau, hay nước bọt trong cốp xe. Nhóm điều tra còn thực hiện thí nghiệm để xác nhận liệu chiếc xe Lexus có đi vào khu vực rừng quốc gia Los Angeles. Chuyên gia pháp y bôi chất Vaseline lên lốp xe, họ sử dụng bột tử tính để làm đậm vết bánh xe trên giấy bìa cứng và phát hiện dấu vết bánh xe đã từng đi qua khu vực rừng quốc gia. Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn Charlie. Anh ta thừa nhận rằng anh ta lái mẫu trước vài vòng, nhưng không may mất tay lái và vô tình đâm chết nữ người mẫu. Quá hoảng sợ, anh ta vội rời khỏi hiện trường và chôn giấu xác nạn nhân tại khu vực rừng quốc gia Los Angeles và cho rằng đây chỉ là một tai nạn. Tuy nhiên, khi các điều tra viên gặng hỏi nơi hắn đã chôn xác của Linda, Charlie liên tục nói, tôi không nhớ gì cả. Tôi không chắc chắn, tôi không biết cô ta ở đâu, và bật khóc. Kiểm tra chiếc xe, cảnh sát không phát hiện bất kỳ thiệt hại gì hay có dấu hiệu của một vụ tai nạn. Cơ quan chức năng cho rằng Charlie nhớ địa điểm chôn cất Linda, song luôn kéo dài thời gian, bất hợp tác với nhóm điều tra. Sau nhiều lần thay đổi lời khai, cuối cùng, hôm 25 tháng 11 năm 1995, nhiếp ảnh gia Charlie cũng dẫn cơ quan chức năng tới vị trí từng chôn nữ người mẫu 27 tuổi. Vị trí này nằm cạnh một cây và vết bánh xe bên trái cũng được tìm thấy trên nền cát ở gần đó. Khi tìm thấy, cơ thể Linda xuất hiện nhiều vết bầm tím, vết chói ở cổ tay, cổ chân và cả vết máu ở tay phải. Các chuyên gia pháp y cho biết nạn nhân đã bị bóp cổ đến chết và trong máu có một lượng cồn chứng minh rằng có thể nữ người mẫu không tỉnh táo trước khi chết. Một chi tiết đáng nghi khác là khóa áo được đặt ở vị trí không tự nhiên. Thông thường, phụ nữ chỉ kéo khóa đến ngang ngực, có vẻ như nữ người mẫu không tự làm việc đấy, các chuyên gia pháp y suy luận và cho thấy có dấu hiệu của một vụ hiếp dâm. Vài năm trước, tại bang Ohio, Charlie từng bị bắt giữ vì cáo buộc cưỡng hiếp đồng nghiệp. Cô gái này là người mẫu Kimberly Pandelio, được tìm thấy bị sát hại trong một công viên quốc gia Nam California vào năm 1992. Charlie từng bị xem nghi phạm trong vụ đó. Tuy nhiên, tên này khẳng định hai bên đều tự nguyện và hắn được tráng án. Lúc này, cảnh sát nhận thấy điểm chung của cả hai vụ án là các cô gái này đều là người mẫu nổi tiếng và được nhìn thấy lần cuối cùng tham gia nhiệm vụ chụp hình liên quan đến ô tô. Khi có đầy đủ chứng cứ luận tội, cảnh sát đã bắt giữ Charlie và cáo buộc hắn tội giết người cấp độ 1. Tuy nhiên, tên này vẫn một mực khẳng định đó là vụ tai nạn đáng tiếc.
và phiên xét xử đầu mùa thu 1996, hắn lại thay đổi lời khai. Lần này, Charlie nói rằng cái chết của nữ người mẫu không phải do anh ta mất lái rồi đâm trúng. Ngày hôm đó, anh ta và Linda đã thách đố nhau. Theo đó, anh ta sẽ mất cho cô $60 nếu cô uống hết một chai rượu, còn không, Linda sẽ phải trả cho anh ta $60. Linda sau đó say rượu và quyến rũ anh ta. Nhiếp ảnh gia khẳng định cả hai tự nguyện quan hệ tình dục vào ngày hôm đó. Charlie cho biết, dù không đâm xe vào Linda và đã phanh kịp lúc, nhưng cũng đủ khiến cô ngã rồi đập vào đầu xe. Charlie nhanh chóng dìu cô vào ghế sau, vì vậy đã để lại vết máu trên ghế. Để ngăn Linda lại, Charlie nói đã nắm lấy chân và đè cô xuống ghế. Charlie cho biết hai người vật lộn với nhau trong khoảng 30 giây. Lúc này, Linda đã có vẻ bình tĩnh nhưng anh ta vẫn tiếp tục giữ chặt cô. Một lúc sau, Charlie nhận thấy Linda có vẻ không còn thở. Anh ta nói đã vội đặt cô xuống đất và cố gắng thực hiện các thao tác cấp cứu nhưng không thành công. Tuy nhiên, phía công tố đã phủ nhận hoàn toàn lời khai này. Họ tin rằng Charlie đã đưa Linda đến vườn quốc gia Los Angeles với ý định tấn công tình dục cô. Anh ta tấn công nữ người mẫu vào đầu trái, trói chân tay cô lại. Linda đã vùng vẫy dữ dội khiến mắt cá chân cô bị chảy xước do những sợi dây trói. Anh ta có thể đã ép cô uống rượu nhằm đánh lạc hướng. Vết bầm trên người chứng tỏ Linda cũng cố gắng trốn thoát nhưng bất thành. Công tố viên tin rằng nạn nhân chết khi Charlie đang ngồi trên người cô và siết cổ. Sau khi gây án, Charlie vô tình để sót tờ hợp đồng thuê xe mang tên mình trong đống ảnh mà hắn vứt vào thùng rác. Một số người mẫu cũng ra tòa vạch mặt Charlie là kẻ biến thái khi hắn thường xuyên dụ dỗ họ quan hệ tình dục trong các buổi chụp hình và nếu họ không đồng ý hắn trở nên cáu gắt và hành hung họ. Anh trai của Charlie cũng nộp cho cơ quan điều tra cuộn phim ảnh khiêu dâm mà Charlie lưu giữ, trong đó có nhiều hình ảnh khiêu gợi của các cô người mẫu bao gồm số bếch. Ở phiên tòa năm 1996, Charlie bị kết án tù chung thân không ân xá vì tội giết người. Vụ án gây chấn động một thời ở Hollywood khi nạn nhân đang trong ánh hào quang của sự nghiệp và từng được kỳ vọng là diễn viên hàng đầu ở Hollywood. Bạn có suy nghĩ gì về vụ án? Hãy viết lại dưới đây những lời bình luận của mình. Để kênh được phát triển hơn, xin hãy ủng hộ bằng cách đăng ký và chia sẻ nhiều hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video sắp tới.